Oh.
Quy mệnh lễ A Di Đà Phật. Ở Tây phương thế giới an lành, con nay phát nguyện, nguyện vãng sinh, xin đức từ bi thương tiếp độ. No.
Nam mô A Di Đà Phật.
độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Từ quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo Pháp vô thượng tâm. Từ quy Pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng chi tuệ như hải. Từ quy tăng đương nguyện chúng sinh thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Hòa Nam thánh chúng nguyện di thư công đức phá cập ư nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng.